thanh truyền hình Tây Ninh, bản tin thời sự sáng. Như Thảo, Minh Lam, Mến chào quý tín giả đến với bản tin sáng lúc 7 giờ của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh đang phát trên sóng FM tần số 103.1 MHz. Mời quý vị cùng đến với những thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 Tây Ninh có 10.526 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó thí sinh đang học bao gồm cả thí sinh giáo dục thường xuyên là gần 10.115 em, thí sinh tự do 412 em. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 Tây Ninh tổ chức một cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào cuối tháng 6 năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường được đặt làm địa điểm thi chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, tập huấn nghiệp vụ và các phần mềm quản lý phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tiếp tục ôn tập kiến thức cho học sinh để đảm bảo kiến thức cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Mới đây, cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh nhận được phản ánh của người dân về việc một số đối tượng gọi điện thoại yêu cầu cập nhật căn cứ công dân, địa chỉ email vào ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số, bàn liên bằng đường liên kết do sai thông tin, đồng thời yêu cầu người dân kết bạn Zalo trên điện thoại để hướng dẫn điều chỉnh. Trước tình hình trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh xác nhận, hiện tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh không có chủ trương điện thoại hay nhắn tin yêu cầu người lao động cập nhật thông tin trên ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số. Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh thông báo đến người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác, không kết bạn Zalo, không bấm vào các đường link lạ hay cung cấp mã OTP, mật khẩu cá nhân, nhận diện khuôn mặt cho người lạ để tránh bị kẻ gian lợi dụng, lừa đảo. Khi phát hiện các dấu hiệu hành vi nêu trên, người dân nên trình báo sự việc với cơ quan công an hoặc gọi đến đường dây nóng Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh qua số điện thoại 02763 828 333 nhằm tạo sự kết nối giữa các doanh nghiệp lữ hành, các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch, điểm đến du lịch. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh tổ chức đoàn khảo sát các điểm đến du lịch tại thị xã Trắng Bàng, huyện Gò Châu cho huyện Bến Cầu. Dịp này đoàn đã đến tham quan khảo sát một số địa điểm như hợp tác xã cây ăn trái bầu trồn huyện Gò Châu, điểm dừng chân lành rúp khu phố Gia Quỳnh, phường Trắng Bàng, Điểm sản xuất nước mắm cà cuốn tại áp trảng cỏ xã Đông Thuận là Farmstay, xã Hưng Thuận, Tháp Cổ Bình Thạnh, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, điểm sản xuất hồ lô Vinh Trần, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Trầu. Chuyến khảo sát lần này có Sở văn hóa thể thao và du lịch Tây Ninh nhằm kết nối những đơn vị lữ hành với chủ cơ sở có những đặc sản, có những sản phẩm đặc sản, qua đó mong muốn các đơn vị lữ hành xây dựng những tour du lịch mới đưa khách đến với Tây Ninh, góp phần thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2026 về lĩnh vực du lịch. Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng tình hình triển khai đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Trong đó, Bộ Xây dựng đề nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói vay mới với lãi suất giảm 3 cho đến 5% so với lãi suất vay thương mại, thời hạn vay từ 10 cho đến 15 năm. Cơ quan này cũng đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với các bộ ngành xây dựng phương án phát hành trái phiếu chính phủ để hỗ trợ lãi suất trong hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Về tốc độ giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, Bộ Xây dựng cho biết đã giải ngân được 1.144 tỷ đồng, bao gồm 1.133 tỷ đồng do chủ đầu tư các dự án vay, 11 tỷ đồng cho người mua nhà vay. Như vậy, so với thời điểm tháng 3, giải ngân gói này đã tăng gần gấp đôi về số vốn, nhưng cũng đạt chỉ gần 1% quy mô gói vay. Ngày 25 tháng 5, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy liên quan đến vụ cháy làm 14 người chết tại khu nhà trọ ở phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ hai nội dung, trách nhiệm của chủ nhà trọ và nhóm quản lý nhà nước. Theo Bộ Công an, ngôi nhà xảy ra cháy là nhà ở gia đình và cho thuê để ở, cách mặt phố Trung Kính khoảng 200 mét, quy mô nhà gồm một nhà hai tầng, một tum bố trí sân phơi thoáng, một dãy nhà ba tầng, mỗi tầng bốn phòng, hành lang hở phía trước. Chiều ngày 25 tháng 5, Tổ 11 gồm các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Đà Nẵng, Tây Ninh thảo luận tại Tổ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa, Đắk Nông, Chân Thành, Bình Phước, điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc tiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Giang Nghĩa Đắc Nông chân thành Bình Phước, các ý kiến đại biểu tán thành với chủ trương đầu tư dự án này. Tuy nhiên, qua thực tế triển khai các dự án thời gian qua cho thấy, tiến độ thu hồi bồi thường hỗ trợ tái định cư một số nơi còn hạn chế với hơn 1.200 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án này, trong đó chủ yếu người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, các đại biểu đề nghị chính phủ chỉ đạo các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân về mục đích của dự án, đồng thời cần có chính sách đền bù thỏa đáng gắn với đào tạo nghề, tạo sinh kế cho người dân. Ông Huỳnh Thanh Phương, đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh nói: là hiện nay là theo cái cái dự án này thì cái số lượng người dân ảnh hưởng rất lớn, hơn 1.000 1.000 hộ và như vậy chúng ta phải có những cái chính sách hết sức phù hợp để người dân đồng thuận. Thứ nhất là chúng ta phải tính toán lại cái nhu cầu tái định cư của người dân. Đấy, ai có nhu cầu và tái định cư như thế nào, cái vị trí địa điểm tái định cư ra sao, nó có thuận tiện không? Để người dân người ta có đồng 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 ý về cái cái tái định cư đó không? thứ hai nữa là cái chính sách hỗ trợ rồi chính sách đền bù nó phải thỏa đáng và phải kịp thời. Theo đại biểu Huỳnh Thịnh Phương, hiện nay bản giá đưa ra đền bù và giá người dân đề xuất trên với nhau cần phải xử lý hài hòa. Ông Huỳnh Thịnh Phương nói thêm: Hiện nay là cái giữa cái bảng giá mà chúng ta đưa ra để chúng ta đền bù với lại cái bảng giá mà với lại cái giá mà người dân đề xuất ấy, thì gần như là luôn luôn nó, nó, nó trên với nhau. Mình thì cũng trong khung là điều à, lực cho phép nhưng mà người dân thì mong muốn là giá sát với giá thị trường và họ đề xuất rất là cao như vậy thì làm sao xử lý được cái mối hài hòa này nếu mà chúng ta là hỗ trợ nó thấp ít quá thì người dân đến cái khu vực mới thì sinh sống bằng cái gì không đủ để lại để 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 mua lại đất để làm lại nhà nữa thì làm sao mà có cuộc sống tốt hơn về điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đa số các đại biểu tán thành với tờ trình của chính phủ và nhận định các điều chỉnh này nhằm tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khắc phục khó khăn hiện nay. Tuy nhiên, các đại biểu cũng yêu cầu chính phủ làm rõ hơn các danh mục đầu tư trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, các công trình, dự án, văn hóa, gắn vợi phát triển du lịch, bao gồm cả trong và ngoài địa bàn vùng dân tộc tiểu số và miền núi theo quy định hiện hành, ưu tiên vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 5, các bộ trưởng tài chính nhóm G7 dự kiến sẽ đạt nhất trí về một kế hoạch rõ ràng. Theo đó, các tài sản bị đóng băng của Nga ở nước ngoài sẽ được dùng để hỗ trợ cho Ukraine và có thể sẽ được các lãnh đạo G7 nhất trí trong hội nghị thượng đỉnh của nhóm diễn ra vào tháng sau. Thách thức tìm kiếm ngân sách hỗ trợ bổ sung cho Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn tiếp diễn là nội dung nghị sự chính tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7 diễn ra ở miền Bắc Italy ủy viên kinh tế EU, Paolo Gentiloni đã bày tỏ lạc quan thận trọng cho rằng quá trình đàm phán đang hội tụ tín hiệu tích cực hướng tới ý tưởng sử dụng tiền lãi từ các tài khoản bị đóng băng của Nga. Trong khi đó, bộ trưởng kinh tế Italy, Giancarlo Giorgetti cho rằng G7 cần tìm ra những quy tắc phù hợp để cân bằng giữa an ninh và thương mại tự do trong giai đoạn toàn cầu hóa mới. Ngày 25 tháng 5, hơn 100 triệu cử tri ở 8 bang và vùng lãnh thổ Ấn Độ đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong giai đoạn 6 của cuộc tổng tuyển cử, kéo dài 7 giai đoạn và là cuộc bầu cử lớn nhất thế giới. Từ 7 giờ sáng theo giờ địa phương, 114.000 điểm bỏ phiếu đã được mở cửa tại 8 bang và vùng lãnh thổ của Ấn Độ để đón hơn 100 triệu cử tri đi bỏ phiếu, 58 hàng nghị sĩ trong 889 ứng cử viên tham gia giai đoạn bầu cử nước rút này khoảng 1,14 triệu nhân viên bầu cử được huy động để hỗ trợ. Trước đó, hơn 180 quan sát viên cũng có mặt để đảm bảo quy trình bầu cử diễn ra công bằng. Và khoảng 5.900 đội giám sát cũng theo dõi sát cuộc bầu cử để ngăn chặn hành vi sử dụng cử tri và đảm bảo tuân thủ quy định bầu cử. Nhà chức trách Chile ngày 24 tháng 5 đã bắt giữ hai đối tượng tình nghi gây ra vụ cháy lớn hồi tháng 2, khiến 137 người thiệt mạng tại thành phố nghỉ dưỡng Vina Delma. Đây được xem là thảm họa cháy gây thiệt hại về người lớn thứ hai trên thế giới những năm gần đây. Thông báo cho hay, đối tượng thứ nhất bị bắt là một nam thanh niên 22 tuổi đã gia nhập lực lượng cứu hỏa tình nguyện cách đây khoảng một năm rưỡi. Cơ quan điều tra đã phát hiện nhiều vật liệu phóng hỏa ở nhà nghi phạm. Nghi phạm thứ hai bị bắt giữ không lâu sau đó là thành viên cơ quan lâm nghiệp quốc gia vốn chịu trách nhiệm chống cháy rừng và quản lý rừng quốc gia. Cơ quan điều tra cho biết đã có thể xác định các vị trí chính xác mà đám cháy bùng phát cũng như tìm thấy vật liệu gây cháy và sự liên quan của nghi phạm thứ hai. Nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển cúng cưng đang ngày càng gia tăng, mới đây một hãng hàng không năm sau dành riêng cho những người bạn bốn chân đã ra đời, thực hiện chuyến bay đầu tiên nối hai thành phố lớn của nước Mỹ. Spraer là dịch vụ vận chuyển đem đến sự thoải mái, có cung cấp đồ ăn cùng nhiều tiện nghi khác cho các cung cưng và chủ nhân của chúng. Trong chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không năm sau đặc biệt này từ New York đến Los Angeles, toàn bộ vé đã được bán hết sạch. Bắc Air cho biết đây sẽ là các chuyến bay hạng nhất dành cho chó và hạng phổ thông dành cho người. Hãng cũng bố trí một phòng chờ sân bay ngập tràn ánh nắng, cung cấp đồ ăn và đồ chơi, quay làm thủ tục nhanh gọn và cả dịch vụ spa trên máy bay cho các chú cúng. Máy bay của Paraa có sức chứa 14 người, nhưng hãng chỉ bán 10 vé vì muốn muốn dành không gian rộng rãi cho những người bạn bốn chân. Các chuyến bay của hãng sẽ di chuyển giữa New York, Los Angeles và London. Giá vé một chiều quốc tế là 8.000 đô la Mỹ và nội địa là 6.000 đô la Mỹ dành cho một chú cúng và người đi cùng. Hãng đã nhận được hơn 15.000 yêu cầu mở tuyến bay mới và đang cân nhắc bổ sung thêm các điểm đến như Paris, Milan, Chicago, Seattle và các địa điểm theo mùa như Florida và Arizona. Phân tin chiều rồi cũng đã khép lại bản tin sáng lúc 7 giờ của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh, chương trình do biên tập viên Mỹ Tuyền, phát thanh viên Như Thảo, Mình Lam, kỹ thuật viên Quang Điện thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt.